Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Sao xin chào cô chú đi con? Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Sau khi làm cái video mà bánh sinh nhật sushi hải sản cho Sa thì hôm nay thì gia đình Quỳnh sẽ ăn tới bánh kem nha mọi người. Nhưng Sa nó thích ăn kem cho nên Quỳnh mua dạng kem là hả kem sinh nhật. Bây giờ Quỳnh sẽ đốt đèn cày nha. Đèn cày thì cái đèn cày nguyên hội cái đèn cày nguyên hội nha mọi người. Rồi bây giờ Sa sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật với lại cô chú hát bài chúc mừng sinh nhật với Sa nha. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Sợ ước gì? Khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Ăn nhiều. Mẹ chưa nói thổi mà thổi mất tiêu cô chú ơi. À, bây giờ là mình sẽ gỡ cái cây đèn cày ra. Cái cây này nó nóng quá con, nóng á. Rồi. Bây giờ mời mọi người ăn bánh kem với lại Quỳnh với Sa nha. Mami. Sa con ăn gì? Ăn gì? Ăn dâu hồi rồi con đừng có rợ đó nó rớt nè. Bây giờ Quỳnh sẽ lấy ra cho Sa trước nha. Thì ở trên đây có ghi cái tên của Sa nha mọi người. Sa tên là Sigrid. Tạm biệt trái dâu nhé. Rồi ơi có ba trái dâu mà rớt hên trái nè mọi người ơi. Thì khủng khiếp tinh thần mà Quỳnh mà làm ăn mất ma bà. Đó, bây giờ nè. Bây giờ là không dụm lại là con nhịn ăn nha mọi người. Đó bây giờ là chỉ có 3 trái thôi. Vậy là ba nó nhịn. Sô tươi à. Nó giỡn vậy chứ nhà Quỳnh mua dâu tươi ở ngoài cũng nhiều lắm. Sô tươi à. Cho nên là bây giờ là Quỳnh ăn với Sa ăn nha. Rồi mẹ sẽ lấy sô cô la cho Sa nè. Hi. Rồi Sa ăn đi. Sa ăn sô-cô-la đây nè, đây nè. Rồi chuẩn bị cho Sa nè. Đây. Rồi. Hey. Hey. Quỳnh sẽ ăn cái cục ngoài đây. Cái cục ngoài đây là cục vani nha mọi người. Mình sẽ ăn xương xương một chút xíu. Rồi sau đó sẽ đi khui một cái món quà siêu to khổng lồ của con Sa nha mọi người. Rồi. Mọi người là anh xã Quỳnh, ảnh không có thích vô video đó mọi người. Cho nên hôm nay sinh nhật Sa thì ảnh cũng ngồi ngoài. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ lấy cho ảnh vài cục kem ảnh ăn. Tại vì cái này là mình phải ăn liền á. Không ăn liền là một chút kem nó chảy rồi mọi người. Cho nên bây giờ sẽ lấy ra cho ảnh ăn luôn. Cho ảnh hai ba cục dĩnh ăn để nó tan rồi mọi người. Mà đợ. Cho tụi mất đi nè. Quỳnh mới để về chút xíu nè. Mà nó đã muốn tan ra rồi. Quá. Anh đang ngồi trước mà cái màn hình nha mọi người. Mời mọi người nữa. Hôm bữa ông vô Halloween ông làm ma nhát người ta nha. Giờ ông đưa cái chén thành không. Sau khi ăn này mọi người thì sẽ đi khui hộp quà siêu to khổng lồ. Mà Sa bữa giờ nó khui cái thùng mọi người. Nó đâm cái thùng tan nát cái thùng hết. Để cho nó mãn nguyện đó mọi. Với lại nãy khi mà Quỳnh lên cho nó ăn, Quỳnh quên đem đeo cái máng cho nó mà. Nó bị chói quá tao. Sao ăn nó không? Ăn hết chưa? Rồi ăn hết nè. Trời nó ăn nhanh ghê mọi người. Nó ăn nhanh ghê không? Rồi mày lấy cái tên cho con nha. Cái tên của Sa nè. Ăn tên Sa nha. Rồi. Sang cái bảng tên của Sa nha. Đó, bảng tên Shigeru của Sa nè. Tanjubi đó ăn đi. Shigeru. Kem á mọi người, ở đây thì nó có hai loại. Một loại là sô cô la và một loại là màu trắng mà hồi nãy Quỳnh dít cục màu trắng mình ăn á. Nó là vani nha mọi người. Nó béo, ngon. Và ở trên thì có một ít trời ơi, nó cứng quá mọi người. Mà nó dễ tan như cái phần này nè, không biết mọi người thấy không ha. Giờ nó bị bủng ra hết rồi. Nó bị chảy ra hết rồi. Cái cục của Quỳnh nó cũng muốn chảy ra hết rồi. Mày phải ăn nhanh không là một chút nó tan hết. Nó bà lửa dít. Quỳnh
Quỳnh với Sa cũng cảm ơn tất cả mọi người đã gửi những lời chúc yêu thương đến cho Quỳnh với Sa. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn cô chú nha. Sa cảm ơn cô chú đi. Nói đi. Cảm ơn cô chú. Nói. Nó mê ăn rồi cô chú ơi. Nó không nói cô chú ơi. Thì hôm nay là ngày sinh nhật của Sa. Thì cũng là ngày Noel và ngày là ngày 24 tháng 12 mọi người. Và vợ chồng Quỳnh có một món quà tặng cho Sa. Bây giờ anh xã Quỳnh sẽ đưa cho Quỳnh mở món quà ra trước nha mọi người. Nè 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 nè. Xem nha đó. Đây là chiếc xe của Sa. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ mở cho Sa nha. Rồi sao lại đây mày mở cho Sa nè. Đó. Đây 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 đây. Đây đây rồi. Rồi. Rồi đưa cho cô chú coi. Nó nhanh như tia chớp. Rồi đây, cái xe đâu? Đưa cho cô chú coi, đưa cho cô chú coi. Cô chú ơi, coi kìa. Nè, nè, đưa cho cô chú coi. À, thì đây là cái xe của Sa nha mọi người ơi. Thì cái xe này thì ở đó. Cái cửa mở không được. Cái cửa mở không được mọi người. À và không có mở được cái gì hết. Cái tên là gì ba ba? Nó mê quá. McLaren. McLaren. Trời ơi, tôi đọc tiếng Anh giỏi quá. À và hôm nay thì anh xã Quỳnh có mua một cái thùng quà nữa để tặng cho Sa. Ba ba, đi đâu mua tất đi. Thì con mèo hôm nay thì nó cũng được diễn kiến mọi người nha. Thì bây giờ Quỳnh và Sa. Thì bây giờ Quỳnh và Sa sẽ mở cái thùng quà này ra cho Sa coi hôm nay là anh xã Quỳnh tặng cái món quà gì cho Sa nha mọi người. Wow, rất là bự luôn. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ đi ra. Quỳnh sẽ để thùng quà này xuống nha. Wow. Sa đi vô đây với mẹ. Vô đây. Vô đây, qua đây đứng. Qua đây đứng nè. Ai. Ở đó. Qua đây nữa. Rồi bây giờ mình sẽ mở thùng quà đó cho Sa nha. Trời ơi, món quà gì mà bự lắm nha mọi người ơi. Anh xã Quỳnh tặng cái gì cho Sa mà bự quá đi. Ảnh vui quá nè. Năm nay sinh nhật 3 tuổi nha cô chú ơi. Mua về là bữa giờ rồi mọi người. Mà không có khui ra. Thằng Sa nó ở đây nè. Nó lấy đồ nó đâm vô trong này. Nó để mở cái hộp này ra mọi người. Ghê gớm không? Nó nhỏ mà nó ghê gớm không? Đó, mở ra. Wow. Rồi mở ra cho cô chú xem. Wow. Rồi đó quỷ thần ơi. Đó, cái gì đây mọi người ơi? Mọi người ơi, cái gì đây mọi người ơi? Wow. Một em xế hộp nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra như thế nào đây? Trời ơi, con thằng Sa nó gậy. Wow. Quỳnh cũng không biết lấy ra như thế nào đâu mọi người. Đây. Rồi cái này khoảng 25kg mọi người. 25-30kg à. Đó. Trời ơi, nè Sa. Trời ơi. Nó khoái thầy già lắm cô chú ơi. Nó thích tính xe lắm. Ở trong đây thì mấy cái đồ ở trong đây thì người ta chưa có lắp ráp gì hết trơn mọi người. Nào là bánh xe nè. Rồi vô lăng. Với một số dụng cụ và sách hướng dẫn nữa. Thì bây giờ Quỳnh sẽ cầm máy cho anh xã Quỳnh vô. Để mà anh xã Quỳnh lấy cái này ra nha mọi người. Thì cái đồ chơi này đó mọi người nó bự á. Cho nên anh xã Quỳnh sẽ giúp Quỳnh trong công đoạn này nha. Đó, cái mà anh xã Quỳnh mới vừa lấy ra đó là cái ghế nha mọi người. Cái ghế đó, cái mặt thằng Sa nè mọi người. Nó vui như mở hội luôn, nó vui như mở hội luôn. Đó, quà sinh nhật đó nha. Happy birthday chú Du nha. Trời, nó leo lên ghế nó ngồi. Nó leo lên cái ghế nó ngồi. Trời, đất quỷ thần ơi. Đây, thì Quỳnh sẽ quay phần bên trong cho mọi người xem nha. Đó, phần bên trong thì gồm có bánh xe nè. À, và những cái đồ mà ta để sẵn đây. Mà thì tên này đó. Đây. Đi rử. Phụ ta đi vào rử. Dạ, tôi đi tới trong mô rử. Đây. Cô đến xa gà chẳng mà. Xa lại đây với mẹ nè, ba lấy đồ ra, lại đây. Thì cái chiếc xe nhỏ này hồi nãy mà mình bỏ ra trước đó mọi người. Thì cái chiếc xe lớn thì nó là phiên bản của chiếc xe nhỏ nha.
よいしょ。Đó. Cô chú thấy sao nè cô chú? Ba nó làm mà nó mê cái xe mà nó lăn xăng như gà mắc đẻ luôn cô chú. Còn hơn con gà mắc đẻ nữa. Nó nhận được. Ồ, arigato. Biết làm đó. Quay đi rồi. Cái đó là gì sao? Đưa mẹ coi coi. Wow, cái kiến à. Yeah. Nó nhìn cái kiến mà làm thấy gớm không? Bây giờ là chiếc xe đã được ba ba lắp ráp hoàn chỉnh rồi nha mọi người. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho xa vào nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái cửa xe lên nha. Đó, cửa xe nó dính lên nha mọi người. Rồi bên đây xa nó vào rồi mọi người đó. Rồi bên kia nữa papa. Đó, cái xe, cái cửa xe nó dính lên vậy nè mọi người đó, nó dính ngược lên vậy đó. Đó rồi xa kéo cửa lại nè. Xuất phát nó kêu chuẩn bị xuất phát mà ghê chưa. Trời đất ơi, bây giờ thầy khui ra thôi mọi người, khui ra chụp hình. Rồi để sáng trời đẹp thì mình sẽ lên cái xe ra cho nó chạy ngoài đường nha. Thì cái xe này mình là chạy được hai loại nha mọi người. Một loại thì sao có thể tự điều khiển, và một loại thì nó có luôn cái remote để mà quỳnh chỉnh cho sang ngồi lên thôi. Rồi quánh nha. Bây giờ thì mình sẽ gắn chìa khóa vào nha mọi người. Gắn chìa khóa vào đó. Mở chìa khóa ra đó. Mê lắm cô chú ơi. Nắm xe lên nó sợ. Chú đi sao không về? Máy bay cô chú máy bay các bạn. Xe mới sao không dám chơi cô chú ơi sao sợ, vài bữa nữa sao mới dám chơi, sao thấy cái xe nó chuyển động sao sợ. Xe nhỏ nó không sợ mà xe bự nó sợ mọi người. Tao đẩy cái xe đi. Lên đồ mới cho xa mà rốt cuộc xa không chịu lên xe. Nó vậy đó. Thấy không?
À, máy bay cô chú đây nè, máy bay. Nè, Sa, máy bay cô chú. Máy bay các bạn, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Máy bay cô chú. Nói đi. Ừ, máy bay các bạn. Ừ, hẹn gặp lại. Ừ, cười. Tạm biệt. Nói chuyện, ngón tay nó vô trong cái màn hình. Cái thằng lóc cá, cái thằng lóc cá.